Rồi xin chào các bạn, thì ở đây có một cái cây mai bonsai ghép giống cúc bi nè các bạn, còn gọi là cúc tiên sinh. Xin được giao lưu cùng các bạn ha. Thì như các bạn thấy đây, mình sẽ xoay một vòng để cho các bạn xem ha. Thì cây mà mai này nó có cái thân rất là to, các bạn lắc lá lượng nè. Cái hoành của nó khoảng 30 các bạn, hoành cái cổ này rất là lớn nha, 30 nha các bạn, và cao á. Thì mình sẽ trực tiếp đo luôn. Là các bạn khoảng chừng tầm 30 các bạn, và cao thì khoảng chừng 58 á. Và cái chiều dài rộng của cái chậu này là khoảng 34 các bạn ơi. Đó. Thì đây là một cái cây mai bonsai mà vô thành phẩm đó. Thì xin mời các bạn cùng xem cái cây nha các bạn, cái đế thì cây này rễ rất là to nè các bạn. Đó, nhìn vô rễ thì rất là đẹp nè các bạn. Đó thì bạn nào có thích cái mai này thì hãy điện gọi cho mình ha. Mình sẽ để trên cái tiêu đề của cái video có cái số điện thoại của mình nha các bạn.